con cá này cá gì ta? Cá mặt ngu hả? Đúng rồi. À, gì cá mặt ngu? Nhìn cái mặt nó ngu ngu kìa. Mặt ngu ngu ngáo ngáo nè. Nếu bạn muốn mua robot thì hãy đến với shop robotviet.com. Ở đây bán robot giá rẻ và uy tín. Các bạn có thể yên tâm mà mua robot nhé. Ok. Hello mọi người, mình là Mai Phương đây. Và hôm nay mình cùng với anh Bảo Mập sẽ chơi cái tựa game là Flip Flop. Và đương nhiên là anh Bảo sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho mình rồi. Tại vì mình cũng được anh Bảo giới thiệu game này chứ mình cũng không biết chơi như thế nào nữa. Rồi, anh Bảo nói gì đó đi. Trước tiên với em là game này anh cũng mới chơi. Ôi em đứng ngoài sảnh thôi, đứng vô trong. Ôi gì kỳ vậy, trời trời, đủ người ta chơi vậy đó hả? Hôm nay anh với tư cách là khách mời thì anh sẽ đi hướng dẫn với em. Dạ. Vé thì tự mua. Kìa, anh phải bao em chứ nhỉ? Đây là chúng ta sẽ đi thăm thủy cung. Rồi. Em bấm play nha. Em rồi. Em chưa bấm play nữa đó anh. Em giỡn rồi. Tại vì nãy giờ em để cái nó ở cái phần treo chọc cái phần chào mừng ấy. À đây nè. Ông Bảo Mập nè. Thế mà tôi cứ tưởng em tôi đứng đây. Em đứng ở góc ngoài ngoài cái dừa này nè. Được không, quá rộng luôn. Ủa anh, cái game này được tạo hồi lúc nào vậy? Hồi đâu đó, cuối tháng 10 á. Cuối tháng 10 hả? Giờ tháng 12 rồi. Giờ đi chơi thi cung vẫn hợp, được kịp. Anh ơi, từ từ anh ơi. Em, cái con nhân vật em mập chạy chậm lắm anh ơi. Ôi. Sao anh mập rồi mà em còn chạy chậm hơn anh là sao? Tại con nhân vật nó mập, chứ đâu phải tại... Em cũng biết sao nữa, nhưng mà nói chung là con nhân vật em mập lắm, di chuyển chậm lắm. Lý do của em là chân ngắn. Ừ he, nó em lại hợp lý. Ừ he. Giờ có một quà, không? Ôi em lùn hả? Em mập nhưng mà chân dài. Và hình như có vẻ như là em lùn hơn mấy bạn trong đây luôn á nè. Tại vì em chọn cái body vuông rồi cái em kéo cái chiều cao thấp nhất có thể luôn. Tại vì nó nhỏ nhỏ giống em. Ôi thanh niên này là em tưởng lên Kia không à anh Bảo. Lừa đấy. Hàng pha ke. Lấy cái vé đi em. Lấy cái vé. Hao tu lấy vé. Bấm vô. Bấm vô. Cái màn hình á. Ủa sao em bấm nó không ăn ta? À rồi. Rồi rồi rồi. Rồi 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 rồi. Rồi em có rồi. Em có rồi. Cái cạc nè. Em cầm vé ra đi vô. Đi vô đây. Quẹt cạc, vô được rồi nè. Đó, vô hôm nay có nhiều loại cá lắm. Cá trên bờ với dưới nước có gì cũng cá trên bờ cũng có. Ủa cá trên bờ, what the hell, cá trên bờ. Trời trời. Trên bờ của cá. Lắc ha anh, anh bị lắc hả? Tập lưng cá trong này hết nhưng mà anh sẽ đố em con cá. Con cá? Em đi tham quan hết cái khu này. Nếu mà em biết cái khu đố nó về con cá gì thì em có thưởng. Trời trời. Được. Biết bao nhiêu con cá nè. Ai biết đường đâu anh đố con cá gì. Em đâu phải thánh đâu trời. Dễ lắm. Cá được. Này á, một con cá này dễ thương, vui vẻ. Biết hát, biết ca, biết tách, biết kè. Đơn giản. Không lẽ đàn tiên cá trời. Đàn tiên cá là con nào trong đời. Ê, anh nói cái gì con cá gì mà biết ca, biết hát. Quá tệ. Ừ đó, vậy đó. Giờ là vừa đi vừa coi đi ha. Đây đi. Đi hướng cái nào anh ơi? Không có bị sót, đi không bị sót mình qua đây đi. Qua đây xong mình đảo bên kia sao? Cá sấu nè. Dữ không? Đây là bên cá nước ngọt trước. Đây, cá này cái gì vậy? Cá? Cái gì? Cái gì vậy? Cá nước ngọt. Có cái nút nè, trên đây nè, em bấm vô là nó sẽ có cái bài hướng dẫn. Cái gì? Want to learn about this animal? Click here. Muốn biết về con cá này thì bấm vô đây. Đó, nó dịch là vậy đó. Đây. Thôi rất tiếc là em ngu tiếng Anh, em nhìn em không hiểu. Tiếng Anh biết em nhưng em không biết nó. Vậy thì anh em biết tiếng Anh mà. Tiếng Anh biết em nhưng mà em không biết nó, anh hiểu không? Thôi bỏ đi. Rồi, anh hiểu vậy. Anh dịch cho đó, trên thế giới có hơn 10.000 loài cá nước ngọt. Cá nước ngọt là loài cá mà dành hầu hết thời gian nó trong nước ngọt. Mà hợp lý, nó qua nước muối là nó thành cá luộc.
Hả? Thì nó chết rồi thì mình đem ăn. Có thể mấy bạn không biết á. Ừ. Sao? Thôi xong rồi đó. Định nói. Tức là mình định nói với mấy bạn như vậy nè. Là có thể các bạn không biết chứ mình hay gọi ông Bảo Mập á, nickname là ông Bảo Biết Tuốt. Tại cái gì ông cũng biết hết trơn. Do em mới khen mình đấy chứ mình nhiều cái mình không biết đâu. Cái này là cái gì? Là cái đèn thôi em, đừng đứng đôi chọc làm gì chứ. Em tưởng đâu nó sẽ dịch chuyển teleport đi đâu đó. Ui, thế thì tinh. Sao em thấy cái nút di chuyển nó kỳ cục vậy trời? Đây là có Hải Ly nè. Anh đâu? Không tú. Đây là có cái hồ nước thôi chứ mà. Sao nút di chuyển nó kỳ cục quá. Dạ yeah. Nó đi đâu á? Hải Ly. Cái tiếng Anh nãy á, nó biết em nhưng mà em không biết nó đó. Hải Ly. Cái con gì ta? Con này đúng rồi, con Hải Ly mà. Con Hải Ly đấy, ăn cá. Sao nút di chuyển nó ngộ ta? Con cá này cá gì ta? Cá mặt ngu hả? Đúng rồi. À, cái gì cá mặt ngu? Nhìn cái mặt nó ngu ngu kìa. Mặt ngu ngu ngáo ngáo nè. Em phải biết từng loại cá đây thì mới đoán được cái câu hỏi của anh là gì được. Cá này cá gì? Nhìn giống cá mặt ngu mà. Hay là cá voi? Cá voi đâu phải mặt này. Đâu phải cá voi. Nó là cá voi. Cái gì? Cái này cá voi hả? Giới thiệu các bạn đây chính là cá voi trắng. Ủa nhìn giống con cá mặt ngu với bà luôn. Cá voi gì trời? Của tôi cá mặt ngu là con cá nào? Con cá mặt quỷ thì biết cá mặt ngu là con cá nào? Là con cá mặt nó ngu ngu. Con này không biết là thôi là bị mất nhận thức cực nặng luôn nè. Nào. Này nè. Penguin. Con này là con penguin. Chắc vậy á. Hỏi không liên quan nè, hỏi không liên quan nè. Cái con này nó lòi đầu ra nè. Đập đâu nó. Cái con này với cái con cánh cụt nó sống cùng chỗ không? Không. Rồi chính xác, nó ở hai đầu cực, con Bắc cực, con Nam cực. Đó. Cái này hình như cá hề Nemo đúng không ta? Khác luôn, ui vậy biết nhiều mà. Không, tại vì em có coi một bộ phim đó là cái gì ta? Đi tìm Nemo. Ủa em rồi, em rồi. Em còn này, hai khu em nữa, khu này chứ khu kia. Khu này. Mày không? Khu này. Mình đi khu này. Con cái gì ta? Cá ngừ hả? Cá ngừ. Cá ngừ. À, cá mập. Ôi nhìn giống con cá ngừ quá ta. Không hiểu luôn. Từ chó hiểu hả? À? Ông bảo ông từ chó hiểu rồi. Hình như con có cá ngừ vậy em ơi. Nhìn cái đuôi giống có con thì giống cá mập, có con thì giống cá ngừ. Hình như có hai con luôn. Ê, rồi, anh nhìn em nè. Trời. Ê, nó kéo con em đưa ra đây. Cái bạn nào đẩy em á? Ôi. Ê, đi xuống được kìa. Đường nào đi xuống ta? À, đường này. Đường này nè. Dạ, hấp dẫn. Phải cái game này á, cái đồ... Dạ? Nó lại đẹp. Nhưng mà em mong là cái game này cái đồ quả nó cao hơn á. Nó kiểu như là như thật á, nó mới đã anh ơi. Cái này thì nó còn gọi là 2D quá. Đúng rồi. Giờ cái đồ quả của Roblox nó đỉnh lắm kìa. Như thật luôn. Biết đâu sau này update nó sẽ được như thế. Đây là bao gồm những cái rặng san hô. Thì nói chung là bạn nào không có cơ hội đi đại dương ở ngoài đời thực thì các bạn có thể vào game Roblox này review cũng được này. Cái này nó giống như là một cái chỗ mà... Rồi nữa rồi. Ủa sao té hoài với em thôi. Cắm đầu vô đây rồi. À đưa này. Hiểu không hiểu. Ê con gì đây? Rùa. Cái này giống như thủy cung ở bên Vinpearl á. Vinpearl Nha Trang không biết em có đi bao giờ chưa? Chưa, đó giờ em đi xa nhất là Vũng Tàu à. Còn mấy cái chỗ Nha Trang, Đà Lạt này kia em chưa đi. Nếu mà đi ra Nha Trang á, cái thủy cung nó y chang nè. Có một cái đường hầm á, xong cái mình đi vô đó. Chết, em bấm cái gì rồi?
Vâng, em đâu? À đây đây. Hết chưa? Hết hết, hết. Mình đi giáp vòng chưa ta? Còn có cái chỗ cái heo thì thôi là hết rồi đó. Vậy thì đoán ra được cái câu trả lời chưa? Anh hỏi, anh đặt lại câu hỏi đi. Cá mà biết vui vẻ, dễ thương, biết hát, biết ca, biết thách, biết kè. Con cá gì mà vui vẻ, biết hát, biết ca? Con cá gì ta? Đến cái đoạn này rồi mấy bạn nghe, mấy bạn có biết cái con đó là con gì không vậy? Con gì? Còn có con cá heo dưới này thôi á. Đó, em đi đi. Anh đi hướng nào em có thấy đâu, trời ơi. Em lạc rồi. Ờ, thẳng. Em ơi, đây nè. Con cá gì biết hát, biết ca? Cá gì ta? Khoa học quá hả? Nghĩ không ra. Con cá bình thường là nó không hát được rồi. Nó chỉ là cái loài sống dưới nước mà nó không phải là con cá thôi. Chắc đố mẹo hay gì đó nhưng mà không có nghĩ ra, không em hề, biết không. Thù lù rồi. Không hề, không mẹo luôn. Nó là cá mà không phải cá thì nó mới vui vẻ, nó dễ thương, nó biết hát, biết ca được. Thì có nghĩa trên đây nó chỉ có hai cái, một con cá heo, một con cá voi. Đúng không? Không. Cá heo nó biết hát, cá voi nó cũng biết hát đó. Trời ơi, tuyệt mà. Không biết, em không biết, trời ơi. Nói luôn đi, em không biết. Trời, có quà. Em từ chối hiểu. Anh mới nói câu trả lời, anh mới nói câu trả lời đâu mà. Hả, câu gì? Em đoán hai con nào cũng dính, con cá heo cũng dính mà con cá voi cũng dính luôn. Ơ kìa. Ơ kìa. Vậy là em nghĩ trầm trọng quá rồi hả, em nghĩ quá trời trầm trọng cái câu hỏi. Nó dễ thật sự luôn á. Mấy bạn nghe câu trả lời mấy bạn thấy thuyết phục và hợp lý không vậy? Sao tôi cảm thấy tôi chưa có phục với nhỉ? Thiệt, mình không nghe được nhưng mà cá heo, em có đi coi triển lãm cá heo chưa hay là nó cá heo giận chưa? Chưa. Đúng mà người huấn luyện viên có thể kêu nó lên bờ để mà diễn, lột kêu nó ngước lên mặt nước để mà nó diễn trò á. Cái tiếng kêu nó là hát đó. Em đổi đời rồi, em đổi đời rồi. Ê, bạn này có cái hành động giống em này. Anh có không? Anh dễ gì không. Có. Anh không có cái đó đâu. Một người không care về cái event thì làm sao mà biết được những cái thứ như thế này? Người ta đông như anh khác. Hình như cái này để coi miễn phí hả ta? À không không, cái miễn phí là cái vỗ tay hay gì á. Còn cái này là phải làm ai event. Vậy á. Chỉ có anh một cái kiểu nhảy cổ điển mà ai cũng nhảy được kiểu em á. Tại vì mấy bạn này chắc có coi video của em đó. Event hết rồi, event sự kiện Leonard X hết trơn rồi. Thế là anh không lấy được. Cái này lúc trước á là làm event là lấy. Xong rồi tự nhiên nó đôn giá lên 190 đô quốc quá anh. Ghê chưa. Gì ghê vậy? Xong từ miễn phí mà thành có tính tiền luôn. Đúng rồi, Roblox dạo này có cái kiểu vậy đó anh. Là làm event xong rồi nó vui vui là nó cho cái vật phẩm nó lên Roblox luôn. Bởi em từ cái lúc mà làm cái lấy cái emo này là em cũng đã cảm nhận được cái mùi Roblox rồi nên em mới cố gắng em làm đó. Đúng rồi. Nếu mà nó thấy hay quá mà không lấy kịp á thì thôi mua đi, nó là như thế. Đúng rồi, Roblox thần trưởng. Bây giờ Roblox kiểu Roblox thần trưởng pay to win. Rồi, hôm nay là vậy là đi hết nguyên cái thủy cung này rồi á. Ôi, cảm ơn anh Bảo nha. Hôm nay được anh Bảo đi review tham quan nguyên một cái gọi là cái gì anh? Cái gì nhỉ? Thủy cung. Một cái thủy cung. Và không những là mình với anh Bảo là đi đâu mà có những cái bạn này đi chung nữa nè. Khá là vui, đi đông như vậy nó mới vui được chứ. Đi chơi phải đi theo đoàn. Ôi, hôm nay chúng ta đi đến đây là được rồi. Mình nghĩ là mình phải đi về nhà thôi. Rồi, bye bye các bạn nhiều. Nếu các bạn thích cái video này nhớ để lại cho hai tụi mình một like, một share, một subscribe. Cảm ơn các bạn đã xem đi cái video này đến đây. Cảm ơn rất nhiều. Ok, bye bye. Cảm ơn mọi người. Bye.